Vâng, chào toàn thể bà con nhé. Thì hôm nay lại giới thiệu với bà con là cái cách trồng cái cây sâm nam này bà con ạ. Đấy thì cái video chi tiết thì cũng mong bà con ở lại để xem nhé. Thì đấy, đầu tiên ấy thì là cái bầu. Đấy, bà con mua bầu này. Đấy, thì cái bầu này gửi đến bà con ấy. Thì bà con về bà con làm luống. Luống thì nó theo hai hình thức kiểu làm luống nha bà con nhé. Để làm luống ấy thì là đây đang làm luống này là luống nhân giống, còn luống là làm hoa các bà con nên làm rộng 1m2 nhé. 1m2, 1m3 bà con trồng hai vế. Đấy, còn làm giống thì các bà con trồng dày một chút cũng được, không sao nhé. Còn đối với cái phân ấy thì bà con mà có phân mục ấy thì bà con cho trước như này. Đấy, còn không thì bà con sẽ bón phân mục sau nhé. Đấy, bón phân sau tránh tình trạng để sót phân nhé. Cái cây này thì nó lại không ưa nhiều phân đâu bà con ạ. Phân thì nó cần phân mục và đấy, lân. Phân mục và lân là lân bùn nhé bà con nhé. Còn đạm là không được dùng đâu. Đạm bây giờ dùng là nó chết. Nó còn cần cái cây này chủ yếu là đủ ẩm đấy bà con ạ. Trước tiên mới trồng là chỉ cần đủ ẩm. Đấy, bà con chỉ cần nhấc cái đáy cái túi này ra đây này. Cây nó đã có rễ này rồi nhá. Đấy, cây nó có rễ rồi. Nhìn thì rất chi là xấu thôi bà con ạ, nhưng cái giá trị của nó cực kỳ là cao đấy. Thỉnh thoảng nó có bầu, đây, chỗ này nhiều bầu vẫn còn có củ rồi nhá. Phải nói là có chỗ cái củ nó trắng ngán hết đấy, ở đây nhờ, nhưng mà đây là nó già, đang nó khô là nó ra rễ nhưng kiểu nó chưa phát triển rồi, thành củ được đấy. Đấy thì cô đang trồng này thì bà con để ý xem nhé. Cái phân mục ấy, hoặc là nó có lân thì cho xuống bên dưới trước, sau xới sáo thì mình nói chung là chăm bón đấy, cái thực ra cái cây này nó là kinh nghiệm của bà con ở đây trồng. Đấy, còn khoa học nó mới chỉ xác minh được cái chất hàm lượng chất sacolin ở trong cái cây sâm này thì nó ngang với sâm Hàn Quốc, thì người ta đang khuyến cáo là đẩy mạnh cái kinh tế của cái cây sâm này lên. Đấy, thì rất nhiều nơi ở trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là cũng thành lập những cái hợp tác xã và làm dự án trồng cái cây sâm này rồi. Đấy, thì cái nguồn cây giống thì hiện tại bây giờ đang hết bà con ạ. Đấy, hiện tại bây giờ là đang là đầu tháng 2 nhưng mà đã hết cây giống rồi bà con. Đấy, thì nếu mà ai có nhu cầu làm về cái cây sâm này thì phải đến tháng 8 trở ra nhé. Tháng 8 trở ra thì mới lại có tiếp cây giống để mà trồng được. Chứ còn bây giờ thì chỉ những nhà nào trồng thí nghiệm 5, 7, 10 cây hoặc vài chục cây thì là bên em sẽ gom được nhé. Còn nếu mà lấy độ vài nghìn cây là bên em giờ chịu không làm gì được. Cái cây này nó vẫn còn là ít củ, có cây đấy, nó đếm phải là hàng chục củ luôn. Đấy, bà con hơn chục nhá. Củ luôn. Ngày xưa ấy, ngày xưa thì chưa biết đằng nhân giống thì là thường vẫn lấy cái củ con. Đấy, củ vốn ấy khi mình khai thác ấy là mình bớt lại để mình làm giống thì cái năng suất về củ nó sẽ kém hơn là khi khuyến nông người ta khuyến cáo là lên trồng bằng cái dây này nhé bà con nhé. Đấy, nó như nó dạng thân leo. Đấy, nó dạng thân leo thì trồng bằng dây ra cái sản lượng củ rất chi là nhiều. Nó cũng không hạn chế, tức là cái dây củ, cái củ bé của nó mình tức là mình làm bầu để mình trồng ấy, thì sau mình lấy cái dây này rồi mình lại nhân lại, ra lại nhân giống thì vâng, nó thật là nó hơn. Vâng, còn nếu mà để cái vốn củ nó đẻ ra thì nó sẽ vốn không nhiều củ bằng cái vốn dây, nó không thể bằng được, nó như cái cây khoai lang đấy. Sau này lấy ví dụ như là mình muốn thêm củ thì mình lại phải gập nó xuống, gập vâng, vít nó thêm xuống rồi, đúng rồi ạ. Những cái mắt này nó phát triển ra vâng, dễ vâng, nó lại thành củ thêm. Chứ còn độc một cái vốn củ của nó sẽ không năng suất bằng cái vốn dây. Nó như cái củ khoai lang của mình cũng vậy. Rồi thì cảm ơn bà con đã theo dõi nhá. Đấy thì là hẹn gặp lại bà con ở cái video sau.